Còn đây trận đấu chung kết trận thứ hai cho cả hai bên, tỷ số là 2-2 rồi. Hai Babylon đối đầu với Greek Hit. Và ông biết bên kia dường như là cầm thủ No 1 được cầm Greek thì phải. Còn cầm thủ BB được cầm Hitty. Vâng, tương đối căng, bàn căng. Đây là quả đã không được rồi. Cái gì đây? Vâng, cái gì đây? Vâng, các bạn thấy là một trận đấu mà vâng chung kết rồi mà bên lớp quả là rất xấu, quả cực xấu. Gunny, một trận đấu Babylon của cầu thủ Gunny sẽ đánh cái gì? Đây là bãi hiệu đầu của cầu thủ Gunny. Một bãi hiệu là tương đối xa với nhà chính, và liệu cầu thủ Gunny vẫn đang cố gắng để đưa một vài con về để có thể vâng để có thể tươi, vâng để có thể ép đời hai một cách sớm nhất trong trận đấu này. Mặc dù thì vậy, cái bài cầu thủ bên lớp là bài rất xấu, bài quả đầu là siêu xấu luôn. Vâng, Gunny bên lớp đang chậm dần là rất nhiều, rất khó, rất nghiệt, các bạn thấy là như vậy. Thứ ba mới có được bảy hiệu đầu. Vâng, nếu không có bãi quả đầu mà không ấy thì thực sự bài bên này bên lớp sẽ chém thừa sức cần Greek của cầu thủ bên kia. Không biết BB là cái gì rồi, không biết cầu thủ BB là người cầm quân gì. Bài quả đầu là quá sâu đến từ cầu thủ của bên lớp, các bạn nhìn thấy là như vậy, chậm dần là rất nhiều so với cầu thủ Gunny. Gunny trên dần nghiệt thế nhỉ, rất nghiệt. Lại thêm sư tử nữa, cực kỳ nghiệt. Hoàng bài hai cầu thủ đều có voi hiệu nhưng đều trên dân, xin dân là cực kỳ chậm, bằng cả hai luôn. Vâng, No 1 được cầm hit, còn game thủ vâng No BB là người cầm Greek. Và BB sẽ đánh bài bằng bài thủ về lớp là tương đối nhiều voi. Bắt đầu là cóng, những hiện tượng cóng của các thủ bên phía về lớp và No More Gunny rồi. Chết dần liên tục. Vâng, chết dần liên tục. Phi hiệu không còn quá nhiều những cái vâng không còn quá những cái khá cẩn mật của thủ về lớp nữa. Các bạn nhìn thấy là bãi quả đầu quá xấu, bài là quá nhiều voi, các bạn nhìn thấy là vậy. Tầm 7 con voi đến từ cái thủ van lớp thôi. Đây là thủ Gunny cũng 21. Vâng, chậm rất nhiều. Không biết là van lớp có chết dần hay không, nhưng mà cái thủ Gunny chết dần còn đang lớn dần dần cái thủ về lớp. Hai mươi sáu, bài thủ về lớp sẽ đánh hay ít dần rồi, đánh rất ít dần trong trận đấu này. Vâng, dường như cái thủ về lớp đang muốn đánh cung trong trận đấu này rồi. Rất có hơi ảo, khó cương, lên đời là sẽ là muộn. Gunny 22 dân và không biết đã kích đời chưa, và khả năng kích đời rồi. 22 dân rồi chứ kích thì thực sự là bịp. Vâng, bài em thủ Gunny cũng sẽ kích chuẩn thôi. Do chết một con nông dân, nếu không thì xưa bài em thủ Gunny sẽ là cực kỳ phũ. Tôi cần lắm những cái bay bằng những bãi quả phụ. Vâng, cần lắm những đồ ăn nữa, một thêm một con voi nữa thì bài em thủ Gunny sẽ khỏe hơn cái việc như này. Khoảng 26 dân một kích đời không phải là quá sớm, mặc dù chết cả sư tử nữa, bài nghiệt, thật sự là nghiệt luôn. Rất may không chết dân. Và bây giờ anh kéo một con dân một tiết đi câu con voi này về. Quá mạo hiểm đến từ thủ về lớp, cực kỳ mạo hiểm. Về lớp được cầm Babylon đánh 26 nông dân và đã kích đời một lúc rồi. Một bài mà hình như 7 con voi đến từ thủ về lớp rồi. Vâng, tôi nghĩ cũng theo kích chuẩn, cứ lên đời xây trong nhà và kích luôn. Nhưng quan trọng bên kia là em thủ BB là người nhảy điểm. BB đã nhảy điểm cầm Greek. Bây giờ là 10 rưỡi thì chuyện nhảy điểm là chuyện bình thường thôi.
lên đời cực kỳ sớm, nhưng Gandhi là người lên đời cũng không hề vớ vẩn một chút nào. Sóc được giò luôn. Vâng, bài này không phải bài quá khỏe của thủ Gandhi đâu. Bây giờ chỗ này đánh quên được khoảng 4-5 chiếc ruộng vào cái BG đầu tiên này là được. Vẫn hở, Gandhi có biết là vẫn hở không? Bãi vàng vẫn hở, gặp ngay Hitty. Thế là bên kia là Grick của thủ Y nên sớm nhất bản đồ gặp ngay game thủ vâng bên lớp rồi, vì là bên lớp có cưỡng được bài BB không? Bản lớp 27. Đây. Vâng, con giò chưa gì nữa, với con T cũng chưa có gì cả. Vâng. Xong luôn con T nữa. T mới luôn. Có thủ luôn không? Đây là thủ Gandhi phải đi về nhà nô 1 thì mới có cửa. Gandhi phải đi nhà nô 1 mình có cửa. Gandhi đang ăn hoang. Bài nô 1 là bài bo cực kỳ rộng trận đấu này. Có phải không? Chưa khung, chỉ khung khấu cho mình một cái hốc nhỏ thôi. Đã lên đời xong, nô 1 lên đời rất sớm, các bạn thấy là như vậy, cực kỳ sớm. Không biết bên kia thì em thủ bên lớp có cưỡng này đổi BB bài lên sớm như vậy không. Một cái hốc của em thủ nô 1 đã được khung. Đây là 27. Bò nhanh tay lên tí đi xem này à. Nhanh lên không chém đến. Lạc lọt vào luôn mới đều. Và ngọt lọt luôn con chém công thủ vào thì đúng là một cái thủ thôi, một cái công thôi. Và cái thủ vâng về BB là người đánh 1L, 1L và đang định ý định trâu ra. Vâng, một cái công tôi nghĩ không có ảnh hưởng quá nhiều. Quan trọng là BB phải người đi vào được game thủ nô 1. Tôi nghĩ tầm này BB Gandhi cũng không có quá ổn định như này thì không ăn thua rồi. Gandhi không vào được Hitty thì thực sự khó, Hitty có thể cân đôi được. Bánh xe. Bài khung nhà đến tìm thủ BB đang đánh tương đối khoa học. Vâng, 7-80 ruộng đã được tìm thủ BB khoanh. Dạ. Alo. Vâng. Vâng, em không, em gọi điện chi rồi, em nhắn tin rồi mà. Vâng. Nha. Vâng, 26 con đi chỉ cần cân với em thủ nó 1 khi đẩy cung hit thôi. Chưa bánh xe đến từ game thủ màu 4. Và bây giờ thì cả Hitty và cả Grick đang muốn ôm chết. Sửa ruộng à. Không, tần hả? Không biết, đèn thế. Văn lớp bắt đầu khỏe dần ra, Văn lớp đang bắn vào nhà game thủ BB và BB chưa bánh xe đâu. Đang bị bắn bãn hoàng giữa bản đồ rất nghiệt. Các bạn thấy là mất bãn hoàng giữa bản đồ rất khó chịu. Đáng đẩy sang. Bánh xe. Đây rồi, cũng đã có bánh xe đến từ thủ BB và cái thủ ET của nó một cũng đang sang cứu. Rất khó chịu, các bạn thấy bây giờ thì cẩn thận sẽ bị bắt hết tần vâng tần chém công nhà này thôi. Và có thể đẩy được nhà em thủ kia không? Và phải lọt vào nhà em thủ nó một được một tần. Mở cửa nó một đang quá khỏe, các bạn thấy như vậy. Cực kỳ khỏe mày cầm ET. Không biết cô đấy thì đã có giáp chưa? Gandhi đang vẫn cố gắng để cân này được cả hai nhà. Vây lớp phải người khỏe thật nhanh ra. Gandhi và BB vẫn đang giữ một lượng cung là tương đối nhiều. Gandhi đang giữ một lượng chém là rất đông. Đang giữ một lượng chém rất đông là muốn sang đây bắt tân cung R. Phối hợp cùng với lớp bắt tân cung R của thủ BB. Bắt được không mới là quan trọng, bắt được cái tươi không? BB để tân dần chạy đi đã. Đen BB. Toàn lớp 45. BB đang giữ được một lượng chém cũng nhiều. Như game thủ Gandhi vậy, đang muốn phá hỏng hốc của thủ BB trước để không chọi BB hồi. Gandhi 19 rồi, đang bị bắt tương đối nhiều quân. Vâng, ăn thêm bầy bãi quả phụ này nữa. Vâng, bãi quả giữa bản đồ, ăn thêm man hoang. Cho tí vàng, cho tí gỗ để nào. Vâng, 47. Tham lai thủ nó 1 giờ cũng tức to. Bài nó 1 là bài nguyên nhà từ đầu đến cuối, chưa chết cái gì. Rất đông cung đỡ hit, các bạn thấy là như vậy. Quá đông cung đỡ hit đến từ nó 1. Bây giờ chuyện nó 1 cần bản đồ là chuyện quá bình thường. Khi mà đó là cung đỡ hit, thực sự là đen đủ.
Gunny 19, không còn quá nhiều tính chất thi đấu nữa, anh chỉ giữ được khoảng tầm 7 con lạc đà có thể đảo cùng với lớp. Nhưng đây là những con cung R hit của ông thủ No 1. No 1 cũng đã có thủ cho những con cung R hit T của mình. Đừng Van lớp. Vâng, về lớp 54/64 và đang tương đối khỏe, nhưng quan trọng là phải bắn chết được. Kìa đây, bắt tưng vừa đi lỗi từ nó một. Không, không đi lỗi đâu. Đây cung đờ là quá tuyệt. Hitty là một loại cung đờ siêu tuyệt. Năm mươi ba. Bài là quá giàu dành cho thủ về lớp, nhưng đáng tiếc bãi quả đờ là quá xấu. Giờ là phối hợp turn off. Chém của với BB vẫn đang giữ được khá nhiều. Khó cương lắm. 28 BB vẫn Gunny vẫn ở tham mà được. Và đang phối hợp cầm thủ về lớp bắt một tân quân cung nhà công nhà của em thủ No 1 thì mới được. Và giờ phải bắt được tân quân công nhà thủ No 1 thì mới có cửa đánh. Hoặc bắt được nhiều nhiều thì mới có cửa đánh trong trận đấu này. Các bạn nhìn thấy là như vậy. Tham lai của thủ BB vẫn đang tương đối to. Vâng, BB vẫn đang tương đối to, nhưng quan trọng là em thủ No 1 mới người cân bản đồ. Van lớp tầm này là 56 và đang phối hợp cầm thủ Gunny bắt tân quân này. Xong đi vòng đường kia bắt hết tân quân này của thủ BB tôi vậy ấy. Không được. Không, khó bắt. Rất khó cưỡng. Rất đông cùng đường chém. Gunny vẫn đang khỏe lại. Bài cầm Babylon tham lai gần 4 nick rồi. Cực khỏe nhưng quan trọng No 1. Bây giờ phải ốp chết thủ No 1 thì mới có cửa. Gunny một lượng chém rất đông. Các bạn thấy lượng chém rất đông. Nhưng đây là cung R hit. Tên này có bắt được không? Các bạn thấy những con chém đảo nó khác biệt như thế nào? Còn con chém đảo cực kỳ khỏe. Với lớp phải để ý tại nhà thôi. Vâng, là đứng đây, đứng tại đây thôi. Vâng, BB đang thừa một tân đục vào nhà game thủ về lớp trong trận đấu này. Về lớp đang hơi mất tay. Lùi thôi. Rất đông những con cung R của game thủ màu 3 đứng bên ngoài. Tự nguyên mất tay và tơ BB nó rất khó chịu bài cầm chém của mình. Và tần tận tơ này bắt hết tân quân này thì khó. Và lớp 3 Gunny tham lai đang tương đối khỏe. Không được, cung R hit là quá đông dành cho game thủ No 1. Một trận No 1 đang đánh tương đối hay. Đây là em thủ bên lớp 49-72 đang vừa phải thủ nhà vừa phải công nhà. Rất mất tay các bạn thấy là như vậy. Còn BB vẫn đang rất khó chịu bài cầm chém của mình. Cực kỳ khó chịu bài cầm chém của em thủ vâng BB. Những pha ảo diệu của em thủ. Không được, lùi thôi về nhà đỡ nhà tên này. BB đang quá khỏe các bạn thấy như vậy. Vâng, ô em thủ nó một không thành công mà BB là người phòng ra. Gunny tham này là 28 rồi. Toàn lớp 47 vẫn đang thủ nhà được. Có bắt được tường chém hay không? Gần đi 28 và đang đi với nhà thủ BB. Phải đi với nhà BB được thì mới có cửa. Không. Rất đông chém các bạn thấy là như vậy. Vâng, hơn một kích cung R hit cộng thêm lượng chém là quá đông của cầu thủ BB nữa. Khó. Không cửa cưỡng đâu. Gunny về cứu có bắt nổi không? Không bắt được. Các bạn có thể thấy là như vậy, cung R hit nó quá khác biệt. Khó rồi. No 1 nguyên nhà, BB cũng là người hồi tại nhà. Gunny fade và quýt thôi, tỷ số rất là 3-2. Cố gắng đến trận đấu chung kết. Bài là quá nghiệt. Vâng, No 1 nguyên nhà. Về lớp mất nhà rồi.